Chào các bạn, mình tên là Bích Ngọc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về kỹ thuật thanh nhạc cơ bản tại trung tâm thanh nhạc Việt S-Voice. Phần thứ nhất là phần khởi động các cơ trên cơ thể, gồm cơ mặt, cơ hàm, cơ vai và cơ hoành. Trong phần khởi động cơ thì chúng ta gồm có là khởi động phần cơ cổ. Cơ cổ tại vì ở đây là giúp cho chúng ta khi hát thoải mái hơn, vì các bạn có thói quen hát là lên cơn cổ như thế này và rất là nhìn không tự nhiên. Tiếp theo đó là chúng ta đi vào luyện cơ vai. Cơ vai để chúng ta thả lỏng khi hát, vì có nhiều bạn không biết được mình hát là mình sẽ tạo cái hình ảnh nhìn rất là khó chịu ở người nhìn vào. Ví dụ như hát là sẽ nhún vai như thế này thì cảm giác mình cũng khó chịu và người nghe cũng khó chịu. Cho nên là khi tập cơ như thế các bạn sẽ được thả lỏng cơ thể. Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo phần luyện cơ hoành. Cơ hoành để giúp chúng ta để lấy hơi được sâu hơn. Các bạn sẽ cảm nhận được cảm giác lấy hơi như thế nào. Lấy hơi từ dưới bụng lên đến ngực. Cổ này. Quay theo chỉ cần đồng hồ. Đó, thả lỏng lên. Rồi, cứ làm nhanh đi không sao. Đúng rồi. Rồi, và ngược lại. Em thả lỏng người nha. Rồi. Rồi, sao? Đến phần cơ vai. Cơ vai giang hai tay ra. Xong chúng ta đưa lên trên nhìn và hướng mặt theo luôn. Đúng rồi. Và gặp sau rồi. Hai tay lên trời. Cúi từ từ nhìn theo tay sát xuống đất. 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trở lại vị trí ban đầu và ngửa người ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, thở nhẹ. Xong, chúng ta đã xong phần khởi động. Phần thứ hai là phần chúng ta tập về khẩu hình. Ở phần luyện khẩu hình thì chúng ta tập trung vào cơ hàm và cơ môi. Cơ hàm chúng ta phải luyện âm A, âm O, A, O để chúng ta mở khẩu hình, chúng ta tạo điều kiện hát dễ hơn. Và môi cũng là một phần cho chúng ta hát dễ hơn là phải luyện môi. Ví dụ như na, no hoặc là nhồi, nhồi. Đó là những mẫu để chúng ta luyện cơ hàm và cơ môi. Ở phần luyện khẩu hình thì gồm có cơ hàm và môi. Ở cơ hàm chúng ta luyện với mẫu là na, no, nhưng mà theo nhịp tăng dần lên. Bây giờ em làm thử nha. Na, no, y, một. Na, no, 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 na, no. Và tiếp theo đó là phần môi, luyện cơ môi. Chúng ta có mẫu noise, 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 nói, nhưng mà chúng ta cũng hát theo nhịp tăng dần để tạo cảm giác khi nào mỏi thì thôi. Ỉ một nói 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 nói. Phần thứ ba chúng ta sẽ tập về hơi thở, cách lấy hơi như thế nào cho đúng. Đầu tiên ở phần tập cột hơi và tập lấy hơi thì chúng ta phải cảm nhận lấy hơi như thế nào. Lấy hơi là chúng ta lấy hơi bằng miệng và cả mũi, chứ không chỉ mũi và chỉ miệng, như thế không đủ hơi để chúng ta hát. Và khi bạn lấy hơi cả mũi cả miệng phải lấy hơi như thế này. Lấy hơi là chúng ta lấy hơi từ bắt đầu cơ hoành, đầy và đẩy dần lên đến ngực. Sau đây chúng ta có hai cách lấy hơi cơ bản. Cách thứ nhất, chúng ta hít sâu vào và nín trong vài giây, xì nhỏ ra trong 15 đến 30 giây. Ví dụ. Các bạn cứ kéo dài đến 15 hoặc đến 30 giây càng tốt để chúng ta luyện hơi trường hơn. Tiếp theo, cách thứ hai, chúng ta lấy hơi theo 4 nhịp. Shh, 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 shh.
để chúng ta tạo có lực hơi khi hát, ví dụ như